thiện nam tử ta đắc được bồ tát giải thoát tên là tịch tĩnh thiền định lạc phổ du bộ thấy khắp tất cả chư phật ba đời cũng thấy cõi nước thanh tịnh của các đức phật đó đạo tràng chúng hội thần thông danh hiệu thuyết pháp thọ mạng lời nói thân tướng đủ thứ sự khác nhau thảy đều rõ ràng mà ta chẳng chấp lấy tại sao vì ta biết các như lai chẳng đi vì cõi đời vĩnh diệt các như lai chẳng đến vì thẻ tánh không sinh các như lai chẳng sinh vì pháp thân bình đẳng các như lai chẳng diệt vì không có tướng sinh các như lai chẳng thật vì trụ pháp như huyễn các như lai chẳng vọng vì lợi ích chúng sinh các như lai chẳng rời đổi vì vượt qua sinh tử các như lai chẳng hoại vì tánh thường không đổi các như lai một tướng vì lời nói đều lìa các như lai không tướng vì tánh tướng vốn không Thiện nam tử, khi ta biết rõ tất cả như lai như vậy, thì môn giải thoát Bồ Tát tỉnh tĩnh thiền định, lạc phổ du bộ, phân minh, thấu đạt, thành tựu tăng trưởng, suy ngẫm quán sát, kiên cố tra nghiêm, chẳng khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt, đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, một lòng chẳng động. Tu tập sơ thiền, ngừng tất cả ý nghiệp, nhiếp tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, tâm hỷ vui vẻ, Tu đệ nhị thiền suy ngẫm tự tánh của tất cả chúng sinh nhảm lìa sinh tử Tu đệ tam thiền đều ngừng diệt các khổ nhiệt não của tất cả chúng sinh Tu đệ tứ thiền tăng trưởng viên mãn nhất thiết trí nguyện sinh ra tất cả các biển tam muội nhập vào biển môn giải thoát của các bồ tát du hí tất cả thần thông thành tựu tất cả biến hóa dùng trí thanh tịnh vào khắp pháp giới Thiện nam tử khi ta tu giải thoát này thì dùng đủ thứ phương tiện thành tựu chúng sinh, đó là đối với chúng sinh tại gia phóng giật thì ta khiến cho họ sinh tưởng bất tịnh, tưởng đáng chán, tưởng mệt nhọc, tưởng bức bách, tưởng trói buộc, tưởng la sát, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng không, tưởng không sinh, tưởng chẳng tự tại, tưởng già bệnh chết, tự nơi nam dục chẳng sinh ưa mến cũng khuyên chúng sinh chẳng chấp vào dục lạc chỉ trụ pháp lạc ra khỏi nhà nhập vào nơi chẳng phải nhà nếu có chúng sinh ở chỗ không nhàn thì ta vì họ ngăn dứt các âm thanh ác lúc ban đêm yên tĩnh thì ta vì họ nói pháp thâm sâu ban cho họ thuận duyên tu hành mở cửa xuất ra chỉ bày con đường chân tránh vì họ làm ánh sáng trừ diệt đen tối chướng ngại cho họ diệt trừ sợ hãi của họ khen ngợi nghiệp xuất gia khen ngợi phật pháp tăng và thiện tri thức đủ các công đức cũng khen ngợi hạnh gần vũi thiện tri thức lại nữa thiện nam tử khi ta tu môn giải thoát thì khiến cho các chúng sinh chẳng tham phi pháp chẳng khởi tà phân biệt chẳng làm các tội nghiệp nếu ai đã làm thì đều khiến cho họ ngừng lại nếu ai chưa sinh pháp lành chưa tu hạnh ba la mật chưa cầu nhất thiết trí chưa khởi đại từ bi chưa tạo nghiệp trời người thì ta đều khiến cho sinh ra nếu đã sinh ra rồi thì khiến cho tăng trưởng ta ban cho nhân duyên thuận đạo như vậy cho đến khiến cho thành tựu trí nhất thiết trí